Mến chào quý vị và các bạn quay trở lại với bản tin SPTV, tin cực căng, mọi thông tin liên quan đến drama siêu đại nam bắt đầu có sự lươn lẹo khi dụng ý trả hồ sơ điều tra đối với chiến lược thăm dò dư luận đầy mưu mô của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, trong suốt hơn 2 năm qua, cơ quan chức năng đã dành một phần quà siêu to khổng lồ dành cho những người theo dõi drama CEO Nguyễn Phương Hằng khi đưa ra thông báo trả hồ sơ vô tội vạ, là một chiêu trò với câu thần chú rằng để điều tra bổ sung. Hẳn trong số những quý vị đang theo dõi video của kênh SPTV chúng tôi, có người đã buồn hụt hẫng trước thông tin này. Thậm chí có người sinh lòng oán trách, âu cũng vì tình cảm yêu mến dành cho một người phụ nữ quá nhiều. Theo quan sát của kênh SPTV, trước thông báo trả hồ sơ điều tra bổ sung, hiện tại một số YouTube ủng hộ bà Phương Hằng ít nhiều, có dấu hiệu lo lắng, an nguy cho ông Dũng và tình hình của bà Phương Hằng. Đối lập với cảm xúc này, thì những người ở phe chống đối như là Phan Phong, Đinh Tặc lại có thái độ hả hê vui mừng. Vì xưa nay bất lợi của bà Phương Hằng luôn là niềm vui sướng của nhóm người này. Tuy nhiên thì trong video hôm nay, bản tin SPTV muốn chuyển đến quý vị một tín hiệu lạc quan, mọi chuyện không quá nghiêm trọng như chúng ta đang suy diễn. Vụ án của bà Phương Hằng được xác định là án điểm do Bộ Công an trực tiếp chỉ đạo Công an Thành phố Hồ Chí Minh xử lý. Đây là vụ án thu hút sự quan tâm lớn từ dư luận trong và ngoài nước. Vì vậy là cần xử lý triệt để, thấu tình đạt lý. Đồng thời, những người thực thi pháp luật còn phải cân đo, đong đếm thiệt hại được mất trong vụ án này. Báo chí từ xưa đến nay luôn có vai trò là cơ quan tuyên truyền định hướng dư luận. Trong vụ án của bà Phương Hằng, vai trò của báo chí càng trở nên đặc biệt. Theo hiểu biết của kênh chúng tôi, những thông tin về vụ án này phải có sự kết hợp giữa hai phía là cơ quan chức năng xử lý vụ án và cả báo chí. Báo chí sẽ đăng tải thông tin một cách có chiến lược và có mục đích để định hướng dư luận. Và đương nhiên định hướng dư luận phải theo chiều hướng tích cực, bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, pháp luật của nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Thưa quý vị, những trang tin tức, trang tin giải trí chỉ chạy theo tin tức thời sự, theo dạng là đưa tin, còn báo chí sang xịn mịn hơn. Các trang tin tức là việc báo chí có tính định hướng, có chiến lược hoạch định, điều hướng dư luận. Vì vậy, những thông tin do báo chí đưa về vụ án của bà Phương Hằng đều đã nằm trong tầm kiểm soát của cơ quan chức năng và những người đứng đầu lĩnh vực báo chí. Thậm chí có khi cơ quan chức năng và báo chí đã lên kế hoạch đến bước thứ 10, nhưng hiện tại chỉ hé lộ trên truyền thông bước thứ 5. Vì vậy, mọi tin tức liên quan đến vụ án của bà Phương Hằng, kể cả những tin được cho là do báo chí đăng không đúng sự thật, thực ra có thể đó chỉ là giả vờ đăng không đúng sự thật để thăm dò dư luận. Chúng ta hãy lấy mẫu sự kiện thông tin ông Huỳnh Uy Dũng, luật sư Kim và 10 bị hại bị triệu tập ra tòa với tư cách người liên quan, xét ở góc độ tin tưởng tuyệt đối với báo chí Việt Nam, tin vào định hướng dư luận của báo chí cách mạng. Bản tin chúng tôi cho rằng hàng loạt các cơ quan báo chí chính thống thời điểm đó không đăng sai thông tin. Và phiên tòa xét xử bà Phương Hằng tới đây thực chất là việc đăng tin mở phiên tòa và triệu tập những người liên quan, làm bàn thăm dò dư luận. Kết quả thời điểm đó đã có hai luồng ý kiến xảy ra. Những người ủng hộ bà Phương Hằng vui mừng khi biết ông Dũng lò vôi không liên quan đến vụ án này, được triệu tập với tư cách người liên quan. Và cá nhân bản tin SPTV cũng cho rằng ông Dũng không có khả năng là đồng phạm với vợ. Vì hơn một năm điều tra, vị doanh nhân này đã bị mời lên bờ xuống ruộng uống nước trà với cơ quan chức năng để cung cấp thông tin lấy lời khai. Nếu có dấu hiệu vi phạm thì đã bị khởi tố từ rất lâu. Còn những người ở phía bị hại đã la oai oái vì bản thân họ đã bị tước quyền bị hại ra tòa với tư cách người liên quan. Điển hình, ông phó tổng biên tập Đức Hèn đã gào khóc trước vụ việc này và hướng xử lý này của tòa án, và cho đến thời điểm hiện tại, thì phía tòa án đính chính thông tin lịch xét xử nhưng không đính chính thông tin tư cách người tham gia phiên tòa báo chí đã công bố trước đó. Và việc giữ nguyên thông báo tư cách người tham gia tố tụng cho thấy vụ án của bà Phương Hằng đã không có bị hại. Vụ án của bà Phương Hằng đang được xác định ở khung 2, và nếu không có bị hại thì có thể giảm xuống còn khung 1 là chuyển sang tội danh khác, giả dụ 155-156. Trong 3 lý do, tòa án yêu cầu trả hồ sơ điều tra bổ sung được báo chí cập nhật, có chi tiết là căn cứ vào đơn tố cáo của ông Nguyễn Đức Hiển và bà Hàn Ni, còn có nội dung tố cáo bà Phương Hằng bị đặt thông tin sai sự thật, xâm phạm danh dự uy tín nhân phẩm cá nhân thuộc điều 155, điều 156. Vậy ban đầu tòa án thông báo, báo chí cho biết 10 người đến tòa với cách là người liên quan, không phải bị hại.
Và đến bây giờ, tòa án thông qua báo chí cho biết hành vi của bà Phương Hằng và đồng phạm có dấu hiệu của tội làm nhục người khác hoặc vu khống. Ngay đến đây, có lẽ quý vị đã mường tượng được hướng xử lý của cơ quan chức năng. Thưa quý vị, vai trò của pháp luật không phải là trừng phạt mà là để giáo dục, định hướng răn đe và kiểm soát con người để chúng ta không có hành vi sai trái, xâm phạm quyền lợi của người khác, tổ chức và an ninh quốc gia. Vì vậy, bản tin SVTV tin rằng cơ quan chức năng không thể và càng không có lý do gì để đi ngược với tinh thần nhân đạo trong vụ án Nguyễn Phương Hằng. Những người cầm cân nảy mực, công lý còn nảy cân đong đo, đong đếm được mất trong mỗi vụ án. Quý vị thân mến, phải nói là trong công cuộc đi tìm chân lý, xô đổ những bọn bá dơ trong xã hội, vợ chồng doanh nhân bà Nguyễn Phương Hằng và ông Dũng Lò Vôi đã phải chịu nhiều tổn thất nặng nề, không những về tiền bạc danh dự và ngay cả sức khỏe tính mạng bản thân cũng có thể bị đe dọa. Nhưng không phải vì chút khó khăn bủa vây mà hai vợ chồng doanh nhân Nguyễn Phương Hằng ngừng đấu tranh cho lẽ phải, mà ngược lại còn thổi bùng ngọn lửa chiến đấu vì công lý, vì sự thật. Được biết trong những ngày vợ mình bị nhốt trong trại tạm giam T30 thì ông Dũng vẫn giữ được sự điềm tĩnh, thái độ cương trực quyết liệt của mình khi đối đầu với những thành phần xấu xa bẩn bựa nhà báo hai mặt tung tin bị đặt vu khống. Thậm chí mới đây thì báo đài chính thống liên tục đưa tin là con trai của bà Phương Hằng kiện ông Dũng tội đồng phạm với mẹ mình. Đây được coi là đòn hiểm của quan bẩn nhằm chia rẽ gia đình của bà chủ Đại Nam, để bằng mọi giá là đưa vợ mình ra khỏi trại giam. Thì ông Dũng đã chiến đấu hết mình. Chính vì lẽ đó mà ông Dũng đã chuẩn bị cho vợ của mình một đoàn luật sư giỏi hùng hậu bậc nhất để mà lôi bằng được những bọn quan bẩn nghệ sĩ bá dơ ra trước ánh sáng chịu tội. Tuy nhiên, thông tin trên mạng xã hội thì đoàn luật sư quốc tế cũng đã có mặt tại Việt Nam. Dự kiến là sẽ có một buổi làm việc trực tiếp với đoàn luật sư của Đại Nam, và sự kết hợp này khiến cho những bọn chuyên làm điều xấu xa không khỏi rùng mình sợ hãi. Và trong phiên tòa sắp tới đây, sự là sẽ vô cùng gay cấn, đúng nghĩa là một cuộc chiến đấu chính tà bùng nổ nhất trong lịch sử Việt Nam. Thưa quý vị, thời điểm khi vợ mình bị bắt tạm giam thì ông Dũng Lò Vôi vô cùng tức giận trước cách làm việc mập mờ chóng vánh của cơ quan chức năng thành phố Hồ Chí Minh, chưa gì là vội vàng quy kết cho bà Phương Hằng tội 331. Ông cũng đã đanh thép phản bác rằng vợ tôi không có làm gì sai trái với pháp luật, cho nên công an thành phố Hồ Chí Minh không có quyền bắt tạm giam vợ tôi. Trước đó, thông tin rằng ông Dũng Lò Vôi cũng chơi lớn thuê luật sư minh oan cho bà Phương Hằng. Vợ tôi không làm gì sai, hy vọng là bắt tổng lên tiếng trong vụ việc. Công an thành phố Hồ Chí Minh bắt vợ tôi, đây là một điều hết sức vô lý, ông Dũng Lò Vôi nói tiếp. Trong lúc bà Phương Hằng bị khởi tố và bắt tạm giam, dân tình vô cùng chú ý tới phản ứng và sự xuất hiện của ông Dũng Lò Vôi, chồng của bà Phương Hằng. Cùng với đây, luật sư Nguyễn Anh Thơm. Bà Phương Hằng có thể tại ngoại nếu như chấp hành những điều này dựa trên quyết định của pháp luật. Nếu siêu Phương Hằng đảm bảo yếu tố này thì có thể được thay đổi hình thức ngăn chặn từ bắt giam sang cấm rời nơi cư trú. Mới đây, dưới góc nhìn của luật sư Nguyễn Anh Thơm, mức cao nhất của khung hình phạt 331 do bộ luật này quy định đối với tội danh ấy là từ trên 3 năm đến 7 năm tù. Ngoài ra thì luật sư còn đề cập đến quy định tạm giam mà nhiều người vẫn đang thắc mắc, đặc biệt là nếu đáp ứng được những quy định dưới đây thì có thể được xét thay đổi biện pháp ngăn chặn từ bắt tạm giam sang cấm khỏi nơi cư trú, luật sư chia sẻ. Tạm giam có thể là áp dụng đối với bị can, bị cáo về tội ít nghiêm trọng mà bộ luật hình sự quy định hình phạt tù đến 2 năm nếu họ tiếp tục phạm tội hoặc là bỏ trốn và bị bắt theo quy định truy nã. Và các điểm từ điểm A đến điểm G khoản 2, điều 119 của bộ luật hình sự, tố tụng hình sự thì không bị áp dụng trên biện pháp tạm giam đối với bị can Nguyễn Phương Hằng. Trước khi bị bắt tạm giam là tổng giám đốc công ty cổ phần Đại Nam, có chồng con, nơi cư trú lý lịch rõ ràng, không bị truy nã hoặc là có hành vi mua chuộc cưỡng ép xúi dục người khác, khai báo gian dối, cung cấp tài liệu sai sự thật. Để có căn cứ bắt tạm giam thì cơ quan điều tra cần có căn cứ chứng cứ để chứng minh bị can Nguyễn Phương Hằng tiếp tục phạm tội hoặc là có dấu hiệu tiếp tục phạm tội. Như vậy thì theo như quan điểm của luật sư, trong quá trình điều tra, nếu các bị can thành khẩn khai báo, nhận thức được hành vi tội phạm, tích cực hợp tác điều tra, hoặc là sau khi bị khởi tố bị can mà không tiếp tục phạm tội, không có dấu hiệu tiếp tục phạm tội, thì có cơ sở để cơ quan điều tra xem xét thay đổi biện pháp ngăn chặn bắt tạm giam bị can sang cấm đi khỏi nơi cư trú là có căn cứ, đúng quy định của pháp luật.
Phía dưới bài viết của luật sư Nguyễn Anh Thơm thì cư dân mạng cũng để lại bình luận trái chiều về những vấn đề mà luật sư Thơm chia sẻ.